chào mừng các bạn đã đến kênh của Hợp nha. Hôm nay Phong nó bận nó ra quay chúng mình không được nha bạn. Hôm nay mình sẽ gói bánh tét chung với cái mẹ mình. Và mấy bạn thấy hay cho mình với mẹ mình một like nha bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào gì. Giờ sẽ gói đồng bánh bự nhất, xong cái mới gói đồng bánh nhỏ nhất. Đúng rồi. Đây là sáng giờ mình với mẹ mình nấu ra nha bạn. Có hộp thịt muối,
với cái này là nếp, nếp nấu sẵn hết rồi. Đây là nhân mèo nãy có giò rồi. Đây nhân chuối nữa. Nhân chuối này thì mình sẽ làm sao? Giờ này mình sẽ gói bánh này trước. Đòn bánh siêu to khổng lồ. Nhân đậu. Nhân đậu ngọt. Bên đây là nhân thập cẩm luôn. Này làm rất là khéo tay nha bạn. Không có như mình mà làm hơi gung gung. Ờ dạ dầm mình sẽ để nhân nha bạn. Giờ này mình sẽ tán nó ra. Quýt sơn đó. Đậu gì nó quên tiền. Đậu rồi. Okay, giờ mình sẽ để thịt nha bạn. Rất là tuyệt vời. Đây là thịt đây nè. Muối. Đây là mấy trứng rồi nè. Trứng. Còn thịt trứng nè. Một trứng này mình cắt ra được 4 miếng nha bạn. Đã ngon, quá ngon. Dĩa luôn. Quá tuyệt vời. Rất là khéo tay nha bạn. 6 trứng. Vậy là công đoạn là gói trọn rồi đây. Đây. Ôi quá tròn, quá tròn, hay quá. Để qua đây. Sao này cái này nó giống dạng nó bị lỏng quá mà nhão hả? Nó bị nhão. Nếp này là nếp Thái. Mời. Cái nhanh đã gớt ngoài sao? Đây rồi. Nó sẽ chèm bẹp rồi sửa lên nữa. Đây trong cái lá này mình lúc mà đưa ra các bạn. Giờ mình sẽ sửa lại cho nó tròn lên. Cái sẽ có hình vuông mà. Có hình vuông mà nó hình tam giác hay sao? Đây nó chậm bẹp luôn. Có hình tam giác mà nó hình tròn mà nữa mình bắt cái bông. Bắt cái bông luôn hả? Bắt con bắt sao? Cái bông để bây giờ mình gói bánh khác nữa mà. Gói cái đoạn khác phải không? Màu khác. Đây, giờ này mình sẽ gói màu khác nha bạn. Sẽ gói màu hồng. Màu khác. Mặt của mẹ mình lúc gói nè. Cửa lên nè. Cho mẹ mình gói mà tại nhà mình gói có hai người bạn ơi. Ba mình đi làm giờ chưa về. Nhà mình có hai đứa con ở nhà thôi. Rồi, có hai đứa con nhà gói đi. Nên mẹ mình gói cũng không có được vui cho lắm, không bạn thông cảm nha. sao này vậy mình sẽ làm cái y gan vậy nữa mà được mấy cái, ba cái nha. Y gan vậy là ba màu mà chắc chia ra là năm, chia ra làm năm á, đúng không? Chia ra làm năm chuyện lắm. Từ từ đang đang chạy dữ liệu. Từ nữa cái là mình cắt ra là y gan cái bông vậy đó. À, 5 cái là cắt ra cái bông luôn. 5 cắm luôn vậy đó. À hiểu rồi. Mình cắt ra cái bánh mà nó thành là 5 cắm luôn. Quay đẹp. Đây này mình rất là căng nha bạn. Căng chưa? Cái này làm cái này phải nghiêm túc các bạn ơi. Nó căng thẳng lắm. Mình thấy mình thua rồi đó. Mình đâu nói vậy. Bây giờ tán ra cho nó nhìn chuyên nghiệp ra nha bạn. Cái này cũng khô lắm. Thấy là mệt người đó. Nhìn vô là thấy là không muốn làm cái đầu này. Ủa mà cái nhân đậu mình để đâu mà? Nhân đậu này mình sẽ để vô trong giữa hai tầng. À đúng rồi nhớ, biết rồi. Mình cũng tán nếp ra, giờ mình để nhân đậu giữa. Biết rồi. Nó vẫn vậy, không khác chứ nào, tự nhiên vẫn vậy. Nhưng mà nữa mình cắt ra là nó thấy cái lòng bánh này nó cái bông hoa năm cánh. Đẹp quá, đẹp luôn.
Mày tao ra cái này thấy nó bự cái nãy mà. Cái này nó nhiều. Cái nãy mình chia ra làm hai. À. Nữa mình chiên cho em ra nữa. Quá tuyệt vời. Giờ mày mình sẽ đo nha bạn. Đo cái bánh sao cắt ra nữa ăn cho dễ. Này. Được chưa? Thịt quá trời bự luôn. Để đây thêm thịt muối rồi nè. Còn 3 đòn nữa. Quá ngon luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. À, giờ này mình sẽ cố lên nha bạn. Sẽ hoàn thành. Nó sẽ để làm thêm 3 cái. Làm không chiếu gian vậy nha bạn. Sẽ sắp cắt ra, mai sáng mai sắp ra là cắt được thành cái bông. Rất là đẹp luôn. Đẹp. Trời ơi. Quá ngon rồi. Quá ngon các bạn ơi. Rồi mình sẽ làm cái thứ ba. Màu xanh lá lá cây. Nhíp cái miệng lên nè. Mềm. Mềm. Biết ngon lắm. Hay mình làm hồi máu miệng ra hoài các bạn. Hồi tiên trái nó biết mình quay được một gái nha. Tới cũng chuyện luôn. Quá dữ. Làm đi chạy mà chả nước miếng luôn. Nhất là học vịt muối nè. Ngon lắm. Nó ngon lắm các bạn ơi. Đổ vô bánh cho mình học vịt muối không quá. Hôm nay không có ông Phong ra nha bạn. Hôm nay Phong nhà nó có xíu việc nên nó không có ra quay cùng với mình được. Dạ khác rồi vậy đó. Đó tán quá điều luôn các bạn ơi. Quá hay. Thôi thua rồi. Thua. Cái này mình gói không được nha bạn. Thử thách hợp nữa bánh. Thôi thử thách hợp ăn bánh thì cũng được chứ gói thì thua rồi. Chỉ biết ăn chứ không biết gói. Ủa gói 6 đoạn xong là xong không mà? Đó, còn mắm nữa. Còn những chuối nữa. Ừ. Thôi, tới khuya rồi, tới khuya rồi. Rồi giờ mày mình sẽ múc đậu để qua tán với bạn nãy rồi. Thank you.
chuẩn bị ra thành quả thứ hai nha bạn. Ủa, thứ ba chuẩn bị ra thành quả thứ ba nha bạn. Quá tuyệt vời luôn. Để luôn. Quá hay quá hay. Để cái đầu nãy cái lá chuối mẹ mình nó bị rách nha bạn. Nên nó bị phải giá lại nữa. Ngon chưa? Quá ngon luôn. Tuyệt vời tuyệt vời. Ba màu rồi. Hai màu nữa thôi. Quá đẹp. Ngon quá. Cái là ngon quá. Quá ngon luôn. Ngon quá. Rồi cái này mình sẽ tán ra xong. Làm xong rồi mình sẽ để vô nằm trên cái màu trắng với màu hồng nha bạn. Đây. Vô thịt vô nè. Thịt rất là to luôn. Ôi ngon kìa. Thịt này thịt gì mà? Thịt heo nha bạn. Thịt heo. Chiên muối vô nè. Đó. Ủa cái này mình hết tán cái đậu ra nữa hả? Thì nó quán trứng muối chưa? Không. Rồi trứng muối thịt con ăn chưa? Quá ngon luôn á. Nó rất là thầy bà luôn. Chuẩn bị hoàn thành cái thứ tư. Giờ sao hết giờ hơi nổi không biết. Sáng giờ. Đây. Cuốn là hình tròn đúng không ạ? À sao mà mình cuốn hình tròn nữa? Đúng rồi. Quá chuyên nghiệp. Chỉ ăn xong cái làm. Một màu nữa là xong rồi. Quá ngon, một màu nữa. Màu đỏ. Đỏ mà ra được màu hồng luôn. Ngồi con cuốn đây là một người còn có bánh nha bạn. Còn bánh nước bánh nữa kìa. Nước bánh. Còn con bỏ nước bánh nữa kìa. Cô cu lắm. Nước mắm nữa. Bánh khổng lồ của má Mi nha các bạn. Đây. Má Mi năm rồi qua mãi đỉnh. Má Mi năm rồi qua luôn. Mãi đỉnh. Đỉnh là đỉnh rồi. Cái bánh ngon sao chứ. Đó. Má thở là thở. Xé ra. Đây không? Xé ra.
Nó không dính lại nè. Nó khó vậy đó, mẹ kêu con làm sao con làm được. Không ăn luôn á. Sao mẹ làm được? Thằng mẹ chuyên nghiệp rồi. Con mới nghiệp dư rồi. Mẹ làm được nó chứ. Chứ làm được không? Đó. Thì giờ để ra nha bạn. Đúng rồi. Sao thì mình hết trắng rồi. Đúng rồi, phải chọn màu. Nó dính chưa nè. Cũng phải dính một cái. Nó có thêm một màu khác nữa. Năm màu khác nhau. Coi như là đẹp lắm rồi. Siêu to phóng độ của bà Tư Sĩ Tin. Ngon quá, ngon quá. Chịu luôn cơ. Rồi lấy 5 cái đũa lên chặt nó. Chặt gì vậy chặt? Rất là công phu luôn. Cặp đũa nó vô cho nó ra được thành cái bông nha bạn. Quá hay. Giờ đi bột không? Thôi, bây giờ mình sẽ cục cái bánh lên các bạn. Gọi là nắp bánh. Nứt bánh. Nắp bánh. Nứt bánh. Đây, rất là công phu nha. Cục cái nơ nữa chứ. Nó chìm đẹp rồi, nó chìm đẹp rồi, nhặt lại. Cái bánh ú ì luôn. Quá bự. Chiếc đũa này chưa ngay nữa mà. Chiếc đũa này. Đó, đúng rồi, ok. Quá đẹp luôn. Bánh rất là đã nha bạn. Đó, trời ơi. Quá là công phu các bạn ơi. Còn củ chiếc không? Đây nhìn mặt em mình nha bạn. Đó. Vô cái này đây nó mệt lắm. Đó. Đó thiệt vui, thiệt vui. Đó có cái nơ luôn. Cái phần dưới. Cái chiếc đũa bên đây nó nhô ra nè mọi. Thank you.
là giờ mẹ mình sẽ cột bánh nha mẹ. Giống nhìn giống á. Lần này thành phẩm rồi. Ngon chưa? Siêu to khổng lồ luôn. Quá ngon. Quá đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đem hấp nó nha bạn. Nấu nó. Đây là thành quả của mình nha bạn. Mẹ mình nãy giờ làm à. Rồi, giờ thả vô nè. Đây cái nồi mình nấu nãy giờ. Nước chưa ngập đồng bánh luôn. Ôi, cái xứng cho mà nước chưa ngập đồng bánh luôn ghê thiệt. Nhiều quá chừng nhiều luôn mà nước. Rồi. Giờ mình sẽ để nắp lại và chờ cho nó chín nha bạn. Cái gà sao hộp ơi. Trứng vịt muối. Mà sao nó không gà được cái bông rồi? Nó không gà được cái bông rồi phải không? Để mẹ coi cái này.